Hello mọi người, thì vừa rồi đang đã vừa la cho bạn theo dõi về một khách hàng điều trị sửa đổi bằng công nghệ là laser CO2. Thì bây giờ đang sẽ tiếp tục la cho bạn theo dõi, nhưng mà bây giờ mình sẽ không la về vấn đề điều trị nữa mà la về vấn đề làm đẹp luôn. Đó là công nghệ là điêu khắc chân mày dành cho nam giới. Hiện tại thì đang đã trong phòng công nghệ cao. Bây giờ mình sẽ đi xuống khu vực phun xăm cho bạn theo dõi về là khách hàng đang điêu khắc chân mày nam giới như thế nào nha. Thì tại sao các cần phải điêu khắc chân mày cho nam giới? Có nghĩa là tùy theo trường hợp mà khách hàng, thứ nhất á, là khách hàng muốn yêu cầu. Cái thứ hai nữa là theo cái phong thủy thì chân mày của khách hàng là bị là đứt đoạn, có nghĩa là từ đầu chân mày đến đuôi chân mày là không nằm trên một đường thẳng, hoặc là có những cái sợi lông thưa thớt, có khu vực này có lông, khu vực kia là không có lông mày, cho nên là mình phải cần để là điêu khắc thì xen kẽ những cái sợi chân mày giả, xen kẽ vào những cái sợi chân mày thật để cho cái chân mày mình được đẹp hơn, được là theo cái thứ tự nó sẽ là phong thủy hơn. Thì ngoài ra một số anh con trai có muốn là ví dụ như là công việc tài dạng, hoặc là những cái mình muốn là được là thăng hoa phát triển hơn, thì là muốn là điêu khắc để là cho cái phong thủy của mình được tốt hơn, thì mấy anh là sẽ lựa chọn là công nghệ là điêu khắc chân mày. Thì bây giờ đang sẽ đi vào khu điều trị làm đẹp phun xăm cho bạn theo dõi nha. Ok, giờ mình sẽ đi ra khỏi cửa. Đây, tại Minh Đan thì sẽ có rất nhiều khu khác nhau, khu dành cho nam, khu dành cho nữ, khu điều trị, khu làm đẹp. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nha. Cái vô vậy? Người đẹp của mình đang đang live stream được. Được bên này chị. Chưa mất đi không. Nó đi khung ha. Nguy cảm giác như thế nào Nguy? Đây, có đau không? Không. Đây, hiện tại thì chị Thảo đang đi khung chân mày cho khách hàng. Ok, Kỹ thuật này, thì là kỹ thuật là đi sợi điêu khắc đúng không chị? Thì cái này thì làm cũng hơi lâu một tí, cho nên là mình sẽ không có đây này. Đây. sợi đó đang xen vô trong cái sợi đấy. Với lông mày nam thì thường lông mày nam này á, mình sẽ không có tỉa phơm hay tỉa tỉa lông hay mình để tự nhiên, và mình đi sẽ xen kẽ những cái sợi này vô cho nó sẽ tự nhiên nhất ha. Đây mình đã đi được cái khuôn phơm ban đầu rồi nha. Đây cái sợi nhìn sợi rất là mảnh nha, nhìn cái sợi nhiều khi nó mảnh hơn sợi lông luôn nha. Đây Đẹp. Thì do cái quá trình mà làm cái chân mày này thì nó cũng là dao động khoảng từ là trên 30 phút, cho nên là đang sẽ không có live thời gian dài được, cho nên giờ mình sẽ là quay một tí cho bạn theo dõi về là cái công nghệ này làm như thế nào thôi. Thì mình sẽ là kết thúc video, mình sẽ là chụp hình lại và cho các bạn theo dõi là chân mày của khách hàng trước khi làm và sau khi làm nó đẹp như thế nào nhé. Thì các bạn hãy cùng đang theo dõi thêm một tí nữa xem là chị Thảo đang sử dụng công nghệ này làm như thế nào nha. Thì có một số khách hàng là biết công nghệ điêu khắc, cũng có một số khách hàng thì chưa biết, cho nên là mình sẽ like hơi lâu một tí cho các bạn theo dõi. Điêu khắc thì cái phần mà điêu khắc máy này thì có nghĩa là mình sẽ xen giữa cái sợi giả và sợi thật với nhau ha, nhìn rất là tự nhiên. Đối với những cái chân mày mà cái phần lông nó thưa thì mình sử dụng kỹ thuật đi sợi này nhìn rất là tự nhiên ha, mình không có già đi nha. Đặc biệt là những cái anh nam giới thì sử dụng kỹ thuật không không sử dụng kỹ thuật tập khuôn mà sử dụng kỹ thuật điêu khắc này ha.
Tại Minh Đan thì sẽ có là cả là chiên viên nam và chiên viên nữ luôn. Nếu mà những anh em con trai nào mà rất khi mà ngại chị em phụ nữ làm thì sẽ có là nam giới làm cho mình luôn. Ngoài công nghệ là điêu khắc chân mày dành cho nam giới ra thì bên Minh Đan Foreman á, có thêm công nghệ là khử mô thâm dành cho nam. Thì các bạn có theo dõi những cái buổi livestream trước hoặc là những cái là những cái hình ảnh mà bên Minh Đan chụp cho khách hàng theo dõi á, là hình ảnh trước khi làm và sau khi làm á, là những cái là khử mô thâm dành cho nam. Là có nhiều trường hợp là anh em con trai là môi nam thâm vô cơ địa nè, thâm vô hút thuốc nè, làm cho những hai cái bào môi của mình không có điều màu với nhau, ở trên nó sẽ thâm hơn hoặc ở dưới nó sẽ thâm hơn, làm cho là anh em mình là mất tự tin, cho nên là mình cần phải là khử môi thâm giúp cho môi mình là mất màu môi thâm vĩnh viễn luôn. Ngoài ra sẽ có một cái màu hồng da rất là đẹp. Ok mọi người, bây giờ đang sẽ kết thúc livestream nha, để cho chị Thảo là không bị phân tâm khi mà đang đứng đây nói chuyện. Và hẹn mọi người ở những video lần sau. Ngoài ra đang sẽ là chụp hình lại là cái hình ảnh của khách hàng trước khi làm và sau khi làm để các bạn theo dõi và có dự định là có đến với Minh Đan làm đẹp hay không nữa nào. Ok mọi người, hẹn mọi người ở những video lần sau nha.